Nha Trang, thành phố du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế với bãi biển dài và đẹp. Đặc biệt, năm 2004, Vịnh Nha Trang được xếp vào một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, cũng như nhiều đô thị khác trong cả nước, thành phố Nha Trang phải giải quyết nhiều vấn đề bất cập về vệ sinh môi trường. Bãi rác rù rì được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa vào danh sách các điểm đen ô nhiễm của cả nước cần xử lý. Ngày 22 tháng 4 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 642003 về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong danh sách đó có bãi rác rù rì thành phố Nha Trang gây ô nhiễm môi trường cần được đóng cửa và đầu tư bãi chôn lấp mới hợp vệ sinh. Hình thành từ năm 1988, bãi rác rù rì nằm ở phía bắc thành phố Nha Trang, diện tích bãi chứa rác đã bị quá tải và xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm nay. Theo báo cáo của Công ty Môi trường Đô thị thành phố Nha Trang, bình quân lượng rác thải ra của một người trên địa bàn thành phố Nha Trang trong một ngày là 0,8 kg một người. Hàng ngày bãi rác rù rì phải tiếp nhận khoảng 320 tấn rác thải sinh hoạt của cả thành phố Nha Trang và hàng chục xe hút hầm cầu. Chiều cao của bãi rác đã gần tiếp giáp với đường điện cao thế nên rất nguy hiểm. Nước rỉ rác không được xử lý cùng với mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác đã gây ô nhiễm nghiêm trọng đất, không khí và mạch nước ngầm của toàn bộ khu vực xung quanh. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lương, có khoảng 200 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự ô nhiễm này, trong đó chủ yếu là người dân của thôn Lương Hòa. Toàn bộ nước rỉ ra từ bãi rác thấm trực tiếp xuống mạch nước ngầm, khiến giếng đào của các hộ dân trong khu vực không thể sử dụng được. Ngay cả các con suối trong khu vực cũng có màu đen kịt, ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân ở đây phải mua nước sạch về sử dụng. Do sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng nên bệnh tật là điều khó tránh khỏi đối với người dân nơi đây. Chính vì lẽ đó, việc đóng cửa bãi rác rù rì và có biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường trong khu vực là bài toán cấp bách của thành phố Nha Trang hiện nay. Trong hợp phần 3, một bãi rác hợp vệ sinh với sức chứa hơn 6,5 triệu mét khối sẽ được xây dựng tại Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, hoàn thành vào cuối năm 2013, sẽ thay thế cho bãi rác cũ rù rì, điểm đen ô nhiễm môi trường. Bãi rác mới có hệ thống mương thu nước mưa xung quanh, hệ thống lớp lót để thu nước rỉ rác, ngăn không cho nước rỉ rác thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, bãi rác mới được vận hành theo đúng quy trình, có đầm nén và khi lớp rác đủ chiều cao sẽ được phủ bằng một lớp đất làm giảm mùi hôi, sùi nhặn. Tại đây, một trạm xử lý nước rỉ rác cũng sẽ được xây dựng để xử lý nước rỉ rác vốn rất ô nhiễm từ bãi rác cũ rù rì và cho bãi chôn lấp mới. Nước rỉ rác sau khi được xử lý sơ bộ tại trạm sẽ tiếp tục được dẫn về nhà máy xử lý nước thải phía Nam để tiếp tục xử lý triệt để trước khi thoát ra môi trường. Nằm trong hợp phần 3 của dự án gói thầu NT3.2A xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa và đóng cửa bãi rác cũ rù rì do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật tư Thiết bị Kỹ thuật Hạ tầng thi công. Kể từ khi khởi công đến cuối năm 2013, nhà thầu đã huy động tốt các nguồn lực để thi công đáp ứng tiến độ. Trong năm 2013, một số hạng mục chính của gói thầu đã cơ bản hoàn thành như bãi chôn lấp chính, ô chôn lấp chất thải độc hại, hệ thống cấp điện chiếu sáng. Các hạng mục còn lại đều được tích cực triển khai thi công để đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng bãi chôn lấp mới vào đầu năm 2014. Khối lượng thực hiện chủ yếu còn lại của gói thầu trong năm 2014 chỉ là đóng cửa bãi rác cũ rù rì, chỉ được thực hiện sau khi bãi rác mới đưa vào vận hành. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, để có thể vận hành bãi rác mới an toàn, trong khi trạm xử lý nước rỉ rác chưa hoàn thành, lại đặt ra vấn đề phải phát sinh đê ngăn trong lòng bãi chôn lấp mới để chứa xử lý tạm thời nước rỉ rác, không cho phát tán ra môi trường xung quanh. Nhà thầu đã tích cực thực hiện thiết kế thi công hạng mục đê ngăn này và cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2013. Đối với gói thầu NT3.4, thiết kế và thi công trạm xử lý nước rỉ rác do liên danh Công ty Cổ phần Trang thiết bị Hà Nội TC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 thi công được ký kết hợp đồng vào tháng 7 năm 2013. Đến cuối năm 2013, các thiết kế của trạm xử lý đã được phê duyệt. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ của gói thầu nói riêng và dự án nói chung, nhà thầu đã khởi công từ tháng 10 năm 2013 để thực hiện các công tác phát quan, chuẩn bị mặt bằng thi công. Trong hợp phần 3 của dự án, gói thầu NT3.2A
xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa và đóng cửa bãi rác cũ Rù Rì do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vật tư Thiết bị Kỹ thuật Hạ tầng thi công. Đến tháng 3 2014, bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa đã hoàn thành và bàn giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Nha Trang đưa vào sử dụng. Công tác đóng cửa bãi rác cũ Rù Rì được nhà thầu triển khai gấp rút. Tuy gặp khó khăn từ việc người dân dù đã được di dời vẫn quay trở lại nhặt rác, gây cản trở trong quá trình thi công đóng cửa bãi rác. Nhưng với sự quyết tâm và hỗ trợ kịp thời của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cùng chính quyền địa phương, bãi rác cũ Rù Rì đã hoàn thành việc đóng cửa vào tháng 9 2014. Điểm đen về môi trường theo đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường trước đây nay đã không còn. Khu vực bãi rác Rù Rì nay đã được cải tạo thông thoáng, sạch sẽ. Đối với gói thầu NT3.4, thiết kế và thi công trạm xử lý nước rỉ rác do liên danh Công ty Cổ phần Trang thiết bị Hà Nội TC và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 thi công được ký kết hợp đồng vào tháng 7 2013. Đến tháng 9 2014, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ công trình, kể cả tuyến ống áp lực dẫn nước rỉ rác sau khi xử lý về trạm bơm nước thải số 4 tại cầu Hà Ra. Các thiết bị của trạm xử lý, kể cả hệ thống điều khiển SCADA đã được lắp đặt hoàn thành. Việc vận hành thử trạm xử lý nước rỉ rác trong 3 tháng đã được bắt đầu từ tháng 9 2014. Chất lượng nước sau khi xử lý đạt yêu cầu theo thiết kế. Trong hợp phần 3, giai đoạn 2, thông qua hợp đồng NT3.3A, dự án cũng đã mua sắm, cung cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Nha Trang thêm một xe đào bánh lốp và một xe đầm rác hiện đại, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận hành bãi rác hiệu quả từ tháng 3 2014.